Vâng, chào các bác. Em Khương này mua được một chiếc xe đẹp, chuẩn bị giới thiệu cho các bác nhà mình đây ạ. Vâng, một chiếc xe Hàn, nhưng mà lại công nghệ thì không hề Hàn tí nào, mà công nghệ là như kiểu là những chiếc xe Đức luôn các bác ạ. Với một cái cửa sổ trời Paloma toàn cảnh, rất là giống với lại những cái chiếc xe Audi của Đức và BMW Mercedes các bác ạ. Vâng, và cái điều đặc biệt là tất cả các option rồi là công nghệ trên chiếc xe này đều rất là tuyệt vời luôn các bác ạ. Vâng, xe Hàn gầm cao 5 chỗ, dành cho bác nào mà thích gầm cao đấy ạ. Vâng, âm thanh thì thôi rồi luôn, đã lên xe này thì không muốn xuống luôn các bác ạ. Vâng, một chiếc xe quá đẹp. Vâng, em Hoàng Khương, đỉnh cao của những chiếc xe chất lượng có địa chỉ tại số 470 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em Khương ạ. Vâng, trước mắt các bác thì em Khương xin giới thiệu đến các bác một cái mẫu xe Tucson gầm cao 5 chỗ phiên bản máy dầu, cực kỳ tiết kiệm đây các bác nhà mình ơi. Vâng, con này chắc hẳn những bác nào mà sành xe thì nhìn cái vành thôi cũng đoán được cái xe này của em nó là đời nào đúng không ạ. Vâng, thì xe này của em nó là phiên bản của 2020 nhưng mà năm sản xuất là 2019 các bác nhá. Đấy, các bác được lợi cái đời này các bác này. Vâng, sản xuất thì 2019 nhưng mà model đã của 2020 rồi. Thì model của 2020 thì nó khác một chút. Đấy, nó là vành. Vành của nó là vành vành đa chấu nhiều lan này các bác này. Đấy, còn thế hệ cũ thì nó là chỉ là vành rất là đơn giản thôi các bác nhé. Vâng, và cái điều đặc biệt nữa ở cái phiên bản thế hệ 2019 này thì là nó khác ở cái mặt ca lăng này và đèn nữa các bác nhé. Đây, mặt ca lăng và đèn. Đèn này các bác này, thế hệ mới thì nó không còn một bi tinh cầu thủy tinh nữa, mà nó là một bi này, hai bi này, ba bi này, bốn bi này, năm bi. Và giải đèn nét định vị ban ngày, hình móc câu các bác nhé. Đó, thế hệ mới các bác ạ. Vâng, con này là thế hệ 2020 rồi. Máy dầu, một chiếc xe rất là mới luôn. Em Khương vừa mua được đây. Vâng, nếu bác nào mà Hải Dương này thì cái biển này là rất là ok là các bác này. 38398, toàn số to, toàn số lộc, toàn số phát thôi các bác ạ. Cái biển này thì nó là chấm hết rồi, có tiền không mua được các bác ạ. Vâng. Chiếc xe này của em sơn zin còn gần như là cả xe các bác nhé. Sơn zin gần như cả xe. Em Khương vừa mua về xong đây, lên sóng luôn cho các bác nhà mình cho nó nóng. Bác nào mà thích gầm cao 5 chỗ đấy, thì các bác có thể tham khảo cái chiếc xe này nhé các bác nhé. Vâng, các bác mua chiếc xe này thì bản máy dầu này thì là nó cũng rất là tiết kiệm này các bác này. Chứ nó không như là máy xăng các bác ạ. Máy xăng có thể nó tốn xăng hơn, nhưng mà máy dầu thì nó ăn ít các bác ạ. Dầu nó ăn ít thôi. Một chiếc xe rất đẹp luôn. Vâng, thế hệ mới thì cái đèn đằng sau này nó cũng khác một chút các bác ạ. Đèn đằng sau này khác một chút này các bác này. Vâng, đi gầm cao thì nó là luôn luôn là nó là hết bài rồi các bác ạ. Vâng, thì em cũng xin thông báo giá luôn. Nếu mà trên thị trường chiếc xe này chắc các bác phải bỏ ra, nếu máy dầu mà bản cao cấp như này, bản 2020-19, em đang nói là bản 19 thôi, thì chắc các bác phải bỏ ra tầm 860 các bác mới mua được. Nhưng em Khương, các bác đã theo dõi kênh của em Khương thì đều đã biết rồi, những sản phẩm của em đều là những sản phẩm rất là chất lượng. Và cái giá cả khi mà em đưa ra cho các bác nhà mình là bao giờ cũng rất là hợp lý so với thị trường các bác nhé. Vâng, rất là hợp lý so với thị trường. Thì chiếc xe này em Khương bán 835 triệu cho các bác nhà mình nhé. Vâng, 835 triệu các bác cứ khảo giá toàn Việt Nam. Đấy, cho các bác khảo giá toàn Việt Nam luôn, không ở đâu bán lẻ mà lại rẻ như bán buôn, gần như là bán cho thợ như em Khương luôn. Đấy. Vâng, thì đương nhiên rồi, chất lượng thì nó cũng là xuất sắc luôn các bác nhé. Bác nào không thích có thể
test hãng toàn quốc cho các bác nhá, để các bác yên tâm. Và thì là chiếc xe này thì nó chả có gì để phải bàn cãi rồi các bác, về tất cả thân vỏ rồi là nội ngoại thất, tất cả các cái của em còn zin hết các bác ạ. Các bác cứ hình dung là sơn của em con này là gần như còn zin 100%, thì các bác nhà mình biết là xe nó như thế nào rồi đúng không ạ, cũng không cần phải hỏi là có đâm va tai nạn hay không đúng không các bác. Đâm va tai nạn thì sơn đã phải vét tiền nhà rồi, nhưng con này của em sơn zin gần như còn 100% các bác nhá. Đấy, các bác đi test ở đâu cũng được, càng thợ giỏi hoặc là các bác nhờ người đến xem, càng anh nào giỏi xem thì càng tốt. Đấy, để khẳng định được là cái chất lượng của em Khương các bác nhá. Vâng. Đấy, em làm thì nó là chuẩn chỉ rồi các bác. Đấy, bởi vì thế cho nên là các bác nhà mình mới ủng hộ được đúng không ạ. Vâng, con xe này của em thì nói chung là tất cả các cái thì nó còn zin hết và đẹp các bác nhá. Tất cả từ cái da nội thất đều còn nguyên và rất là đẹp. Đây các bác này, rất là mới các bác nhé, xe anh Khương vừa mua xong. Ghế này, con này thì chả khác gì mới rồi các bác. Phiên bản mới thì nó khác những cái phiên bản cũ các bác ạ, nó cải tiến hơn. Con này là thế hệ gần như là cuối cùng rồi các bác. Giờ nó sang form mới, nhưng nhiều người thì không thích cái form mới, nó ọp ẹp. Cái form này thì nó rất là chắc chắn các bác, nhìn cảm giác nó chắc chắn. Đấy. Còn con này thì nó đã có phanh tay điện tử rồi các bác nhé. Phanh tay điện tử này, mấy chế độ lái này, auto hold này, khởi hành ngang dốc này. Đấy. Điều hòa thì đương nhiên rồi các bác, auto tự động, đèn lổ start top, màn hình tích hợp tất cả các cái công nghệ hiện đại của chiếc xe cho các bác nhà mình nhé. Gương kính là đều chống chói, rồi là chỉnh điện hết. Con này cái cửa sổ trời này, khi mà trời mà nó không nắng chói chang thì các bác có thể mở ra nó sẽ rất là thoáng. Mà kể cả là trời có nắng thì các bác mở ra thì nó cũng có phin cách nhiệt rồi các bác. Một chiếc xe rất là mới luôn, và em Khương bán giá rất là hợp lý so với thị trường các bác nhé. Các bác nhà mình, bác nào có nhu cầu thì cũng có thể đi tham khảo các bác nhé. Đấy. Đây các bác này. Còn em Khương thì các bác nhà mình biết rồi đấy, em làm việc rất là thật. Có thế nào thì em bảo như vậy. Đấy. Có thế nào thì em chia sẻ như thế. Và em cũng không bao giờ là em ngại quay những chiếc xe mà em mới về. Nó còn bẩn, còn đất cát nhưng em vẫn quay. Đấy. Mua bán là cái duyên. Bác nào thích thì mua, bác nào hiểu biết thì mua các bác nhé. Còn nhiều khi những cái xe bẩn hay không nó chả quan trọng. Đương nhiên rồi các bác nhé, dàn lốp là liền đời các bác nhé, một dàn lốp liền đời luôn. Nội thất tất cả các cái còn nguyên vẹn hết các bác nhé. Con này thì không có gì để chê rồi các bác ạ. Trên thị trường thì em khẳng định luôn, không bao giờ có chiếc xe nào mà rẻ mà đẹp như chiếc xe này của em Khương bán đâu ạ. Em Khương chắc chắn một điều luôn, tại vì thị trường thì em biết chỉ có em bán giá hợp lý cho bác nhà mình thôi. Đây các bác này, tất cả đồ đạc bên trong rất là mới các bác nhé, tất cả đồ đạc rất là mới luôn, còn nguyên luôn. Đây, đây các bác này, con này độ mới thì không phải bàn rồi các bác, kể cả từ cái giá em Khương để cho các bác. Cốp điện này các bác này, cam lùi tất cả các cái là có hết rồi các bác nhé. Vâng, đây các bác nhà mình ơi, gầm cao 5 chỗ đây, mở dầu đây này các bác này, có 6 lít hỗn hợp này các bác này, ở ngoài đô thị con này chỉ có hơn 5 lít này, chạy đúng là như ngửi luôn các bác. Và máy dầu thì nó là luôn luôn tiết kiệm rồi các bác ạ. Máy dầu thì bao giờ nó đắt hơn máy xăng các bác ạ. Khi mà các bác mua xe mới bao giờ nó đắt hơn 100. Tại vì là thực ra là những cái động cơ diesel nó vẫn bền bỉ các bác ạ. Này các bác này, thế hệ mới thì nó lỗ cũng không to như là các cái thế hệ cũ rồi. Và nó cũng không có hôi như thế hệ cũ các bác ạ.
form dáng con này thì quá là căng rồi các bác ạ. Đấy, các bác nhé, form xe của em là form mới, form 2020 rồi, nó mềm mại hơn. Đấy, vành khác rồi, tất cả các cái đèn khác các bác nhé, thế hệ mới mà. Không bác nào thì không biết này, tưởng thế hệ cũ. Con này là các bác là đang được hưởng lợi này. Các bác mua phiên bản 2019 nhưng mà lại được mua xe sản xuất 2019 nhưng lại được phiên bản 2020 này. Đèn thế hệ mới nó đẹp hơn rất là nhiều. Nó có rất là nhiều pha LED. Nó đẹp hơn rất là nhiều luôn. Củ phanh sáng choang rồi các bác nhé. Đây, củ phanh chẳng khác gì mới cả. Đây, các bác nhìn này. Củ phanh còn mới keng luôn. Đây, các bác này. Các bác mua chiếc xe lướt này thì nó rẻ được khá là nhiều. Thế bên này đã chỉnh điện hết rồi các bác nhé. Ghế lái, ghế yếc đây vẫn còn nguyên vẹn, rất là đẹp đúng không ạ? Các chi tiết rất là mới luôn. Đương nhiên rồi các bác, con này thì nút mới phím ở trên này nó rất là nhiều rồi. Và đồng nghĩa với nhiều nút nhiều phím như này thì nó là quá nhiều tính năng và công nghệ các bác. Cruise control rồi ga tự động các kiểu luôn, điện thoại rảnh tay rồi là các cái luôn, tất cả củ số thì rất là mới rồi. Âm thanh rất là hay. Hàng ghế sau thì không phải nghĩ rồi các bác. Con này em nghĩ là chắc là chỉ hai người ngồi trên là nhiều thôi. Hàng ghế sau là rất là ít có người ngồi đây. Cho nên là hai ghế sau nhìn rất là đẹp ạ. Tất cả con này được bảo dưỡng chính hãng hết các bác nhà mình nhá. Vâng, những chiếc xe lướt thì các bác mua thì cần quan tâm đến những cái chất lượng và có bảo dưỡng chính hãng hay là gì không. Những chiếc xe đời cao. Vâng, thì bác nào mà đang có nhu cầu mua một chiếc xe gầm cao mà đặc biệt là các bác thích Tucson thì chiếc xe này của em thì chắc hẳn là bác nào mà đang có nhu cầu thì chắc hẳn là khó có thể làm mà bỏ qua các bác. Từ cái giá cả em để cho các bác và từ cái chất lượng xe. Đấy, các bác nhé. Vâng, thì bác nào mà có nhu cầu quan tâm thì hãy alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999 hoặc đến địa chỉ số 470 đường Nguyễn Lương Bằng để lái xe và chạy thử cảm nhận các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác đã theo dõi hết clip của em. Chào tạm biệt các bác nhà mình. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bác ạ.